Nói chuyện với em lâu rồi mà bây giờ anh mới được gặp em ở ngoài. Chào anh. Em bị cảm hả? Dạ không phải. Vậy thì em cho anh chiêm ngưỡng sắc đẹp của em đi. Dạ. Sao cái gì của em cũng đẹp, chỉ có cái môi là ai mà dám hôn. Lần này môi khô là lỗi của em, nhưng để em tiếp tục môi khô sẽ là lỗi của anh.